Nhiều diễn viên, đạo diễn của Ấn Độ đang trong chuyến thăm Việt Nam tham dự lễ hội Chào Việt Nam 2023 do lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và TP Tuy Hòa, Phú Yên từ ngày 12 đến 17 tháng 8. Chiều 19 tháng 8, đoàn các nghệ sĩ gồm diễn viên Yuvika Chaudhary, Heli Gautam Shah, diễn viên nhà làm phim Raha Kasmi, Tariq Mehmood Khan và đặc biệt là nữ diễn viên Avika Go người được biết đến với vai diễn Anandi trong bộ phim truyền hình dài tập Cô Dâu 8 tuổi đã tới Hà Nội và có những trải nghiệm thú vị về các công đoạn làm bánh phở tráng tay của Việt Nam. Avika Go xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, cô mỉm cười thân thiện với mọi người. Dù vừa trải qua lịch trình dày đặc khi đi nhiều địa phương của Việt Nam, nhưng nữ diễn viên Cô Dâu 8 tuổi vẫn rất nhiều năng lượng, tự tin giao tiếp, trò chuyện cùng mọi người. Avika Go được tự tay múc bột tráng bánh khi tham gia trải nghiệm làm bánh phở tráng tay sen ở quận Tây Hồ. Cô cho hay, mình đã ăn rất nhiều món và thích ẩm thực của nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Nữ diễn viên cảm nhận con người, phong cảnh Việt Nam đều rất ấn tượng. Cô thích vùng đất Phú Yên vì ở đây có nhiều bãi biển đẹp. Cô mong muốn sau này có thể có một căn nhà ở Việt Nam và đưa gia đình mình đến du lịch thường xuyên. Avika Go và bà Lê Hà, bên phải, người sáng lập của phở tráng tay sen, ảnh, ban tổ chức. Bà Lê Hà, người sáng lập phở tráng tay đã giới thiệu về sự đặc biệt trong việc làm món phở truyền thống bằng phương pháp thủ công, bắt đầu từ việc múc bột và tráng bánh.